phim tội phạm Hàn Quốc chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Bộ phim Eun-ha đã bày ra cho người xem một nhà tù đầy hỗn loạn và không kém phần kịch tính của Hàn Quốc. Khi nơi đây những nữ tù nhân chỉ là công cụ để lũ đàn ông tùy ý sử dụng thì chuyện gì sẽ xảy ra trong góc khuất này? Câu chuyện bắt đầu. Seo Jun làm quản giáo trông coi nhà tù nữ này. Anh đi tới phòng bảo vệ để tuần tra thì phát hiện ra cảnh ngục đang trực ban sắc mặt hoảng loạn, như kiểu đã làm điều gì sai trái không dám nhìn mặt người khác. Khi Seo Jun đang quay đầu lại thì trong bộ đàm phát ra những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ. Hóa ra một anh cảnh ngục khác đang làm chuyện đó với một nữ tử tù trong chính phòng giam của họ. Còn anh chàng trực ban này đang nghe trộm. Thế là Seo Jun tức giận xử lý hai người họ. Nhưng họ không hề khuất phục trước quản giáo, vì những chuyện này hết sức bình thường ở trong đây. Không có cảnh ngục nào trong sạch cả, chắc chỉ có Seo Jun của chúng ta thôi. Hôm sau, cấp trên của cảnh ngục túm lấy Seo Jun và mắng cho một trận. Rõ ràng chuyện của hai tên cảnh ngục và cô tử tù không nằm trong quy định giấy tờ. Ông ta chỉ trích anh không được đánh cấp dưới. Nơi đây đều như vậy nên đừng cố gắng tạo nét khác biệt. Seo Jun nghe xong không nói lời nào. Anh cúi đầu hoàn thành công việc đang dở dang của mình. Hóa ra Seo Jun đã có vợ. Chỉ có điều vợ anh qua đời một năm trước do tai nạn giao thông. Từ đó về sau Seo Jun không lại gần bất kỳ cô gái nào nữa. Kể cả khi tới quán hát, được các anh em khuyên, được những cô gái xinh đẹp quyến rũ, Seo Jun vẫn có thể khống chế bản thân. Hôm đó Seo Jun nhận được thông báo, nói là trong phòng kiểm tra sức khỏe có vài nữ tù mới vào phản kháng không nghe lời. Seo Jun nhanh chóng chạy tới. Anh đi tới trước mặt cô gái đang cầm dao, vung tay một cái khiến cô gái đó ngã nhào ra đất. Điều này khiến những cô gái có mặt ở đó sững sờ, không dám nói nửa lời, lặng lẽ đi làm kiểm tra. Nhưng chỉ có duy nhất một cô gái không có chút phản ứng nào. Cô chính là nữ chính trong bộ phim Eun-ha. Seo Jun cảm thấy hơi tức giận, cô gái này dám không giữ thể diện cho anh. Được, thế anh sẽ cứng tới cùng. Seo Jun bảo cô gái hãy cởi hết quần áo ra. Seo Jun nghĩ rằng lời nói đó sẽ khiến Eun-ha nghe lời. Không ngờ cô gái cởi hết, cởi cả nội y bên trong ngay trước mặt mọi người. Seo Jun quay đầu lại và tỏ ra ngạc nhiên. Hôm sau Seo Jun lại gặp lại người con gái không nói không rằng cởi đồ trước mặt mọi người kia. Thật tình cờ, bỗng nhiên cô gái trượt chân một cái và được Seo Jun đỡ được. Lúc đó hai người lại mặt đối mặt với nhau, dường như quên mất rằng bên cạnh còn có một cô nữ cảnh sát nữa. Cứ như vậy anh nhìn em nhìn anh, họ nhận ra đối phương chính là gu của mình. Sau khi quay lại văn phòng, Seo Jun bắt đầu điều tra thân phận của cô gái ấy. Hóa ra cô gái đó tên là Eun-ha, không công việc, không quốc tịch, không thân phận, cũng không có người thân. Với tội án lừa đảo, thông dâm và giết người, cô giết xã trưởng, một người vừa có tiền vừa có quyền. Tại buổi thẩm quyết, mọi người cho rằng cô là một con rắn độc, một người con gái luôn dùng sắc đẹp để câu dẫn, lừa lọc những người giàu có để mưu sinh. Seo Jun nghe xong cảm thấy hơi sợ. Không ngờ người phụ nữ mà mình thích lại thâm hiểm như vậy. Phía bên này, Eun-ha vừa vào phòng giam đã bị đám phụ nữ kia bắt nạt. Cô vốn dĩ là một con người sắt thép, cô nghe không vào tai mấy lời dơ bẩn của những con người trước mặt. Thế là Eun-ha xông lên đánh nhau với bọn họ. Phía cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy lại. Họ không ngăn cản, vì làm vậy có thể được xem kịch hay. Cho tới khi nửa thân dưới của Eun-ha chảy nhiều máu, họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hóa ra Eun-ha đang mang thai. Cô mang trong mình đứa con của tên nhà giàu bị cô giết kia. Giờ cô đã bị sảy thai và người quản lý nơi này chính là Seo Jun. Thế là anh bị cấp trên nói cho một trận. Seo Jun đem lòng tự trách đi tới trước giường bệnh của Eun-ha. Đúng lúc đó Eun-ha đang định nhặt mảnh thủy tinh vỡ lên để tự sát. Seo Jun nhanh chóng chạy tới ngăn cản và nói ra những câu vừa ấm áp vừa thật lòng quan tâm. Eun-ha nghe xong có chút cảm động. Cô từ bỏ ý định tự tử. Hai người tiếp tục trong tình cảnh anh ngắm em ngắm anh. Trái tim tiếp tục rung động. Sau khi sức khỏe ổn định, Eun-ha được đưa trở lại nhà giam. Hình như trái tim của Seo Jun đã bị Eun-ha nắm giữ. Thậm chí anh còn âm thầm đem cho cô một chiếc áo khoác vì sợ cô cảm lạnh. Tục ngữ có câu muốn có được một người phụ nữ thì phải hiểu người đó trước đã. Thế là Seo Jun điên cuồng điều tra thân phận của Eun-ha, nhưng không ngờ lại chả tìm thấy gì cả. Lẽ nào cô lại đúng như những gì trước đây đồng nghiệp nói? Seo Jun đành phải tới một trung tâm dân tị nạn. Và cuối cùng tại đây anh cũng tìm được thân phận của Eun-ha. Hóa ra bố mẹ cô là những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Sau khi thoát thân ra khỏi Bắc Triều, họ đã tới Trung Quốc và sinh ra Eun-ha. Sau đó cả gia đình ba người đã âm thầm về lại Hàn Quốc, nhưng không may bị chính phủ phát hiện và đuổi đi. Cho tới khi bố mẹ Eun-ha qua đời, Eun-ha mới một mình âm thầm trở lại Hàn Quốc. Trung tâm nhân quyền đã nhiều lần giúp Eun-ha xin lại thân phận, nhưng chính phủ vẫn không đồng ý. Thế Eun-ha tiếp tục bị đuổi đi. Sau đó không còn thấy cô quay lại trung tâm này nữa. Người phụ trách nói với Seo Jun rằng ông không tin Eun-ha sẽ giết người, vì trong ấn tượng của ông, Eun-ha là một cô gái vô cùng đáng yêu, lương thiện. Ông luôn cho rằng Eun-ha bị người khác hãm hại. Thế là ông đã có lòng tốt mời luật sư biện hộ cho Eun-ha. Nhưng khi đối diện với người muốn giúp đỡ mình, Eun-ha lại chả nói lời nào. Dường như cô đã không còn hy vọng gì với cuộc sống này nữa. Nên lần đầu tiên lên tòa, Eun-ha mới không nói lời nào cả. Dù đối diện với lời chất vấn của pháp luật hay những lời buộc tội của luật sư phía đối phương, Eun-ha vẫn không hé miệng nửa lời. Nên ngay bước đầu tòa án đã phán định Eun-ha là một con rắn độc, còn lừa một khoản lớn của xã trưởng.
lấy đứa con trong bụng để ép xã trưởng phải đưa một khoản tiền lớn. Sau khi bị ông ta từ chối, Eunha đã chọn cách đâm chết đối phương. Nghe tới đây bạn có thấy rất lạ không? Đúng thế, một con người không hề có thân phận gì cả. Lấy đâu ra bản lĩnh bắt nạt một người vừa có tiền vừa có quyền như xã trưởng chứ? Nhưng cô ấy lại không hề biện luận. Cô âm thầm thừa nhận tất cả những tội ác mà tòa án kể ra. Seo-jun nghe xong cảm thấy vô cùng thương xót Eunha. Nhưng kết quả như thế chỉ có Eunha tự mở miệng biện giải mới được. Thế là nửa đêm Seo-jun dựa chức vụ của mình đưa Eunha ra khỏi phòng giam. Anh đưa cô lên sân thượng rồi bắt đầu mở lời. Anh nói với Eunha, đã sống thì phải có hy vọng. Không thể vì mất con mà từ bỏ hy vọng được. Eunha cười nhạt và nói rằng anh thì biết gì chứ. Ai muốn tin vào lời nói của một người không có thân phận đây. Seo-jun đưa Eunha trở về phòng giam. Trước khi đi, Eunha chủ động giữ lấy Seo-jun và tặng cho anh một cái hôn. Cô nói chả phải anh muốn cái đó hay sao? Seo-jun ngơ người, anh không ngờ người phụ nữ này lại hiểu chuyện như thế. Cô nhìn ra được tâm tư của anh. Hôm sau Eunha lại ngất tiếp. Nhận được tin, Seo-jun lập tức chạy tới bệnh viện. Anh ngồi bên cạnh Eunha và trông chừng cô cả đêm. Khi Eunha mở mắt ra và nhìn thấy Seo-jun đang ngồi trước mặt mình, cô chắc chắn rằng Seo-jun đã thật sự yêu mình. Bây giờ cô đã có hy vọng để sống tiếp. Seo-jun tỉnh dậy thấy ngại ngùng và định bỏ đi. Không ngờ Eunha đã giữ tay anh lại. Cứ như vậy hai người bắt đầu trở nên thân nhau hơn. Đột nhiên một nữ cảnh sát đi vào và nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ đó. Không ngờ một người đàn ông sắt đá như Seo-jun lại bị gục ngã trước một nữ tử tù. Lần này tất cả đồng nghiệp đều biết chuyện đó. Người đàn ông sỏi đá đó cũng có ngày như hôm nay. Sau khi biết tin cấp trên của cảnh tù cũng như bạn thân của Seo-jun đã lôi anh ra, anh bạn tức giận cảnh cáo Seo-jun rằng đừng để người phụ nữ đó làm mê muội đầu óc. Cô ấy không phải người bình thường. Cậu đừng để cô ta làm cho ngu muội. Nghe tới đây Seo-jun cảm thấy rất tức giận. Anh nhấc cổ áo của anh bạn lên và phản bác lại. Nhưng cùng lúc ấy anh cũng cảm thấy lời anh bạn nói không sai. Sau đó anh đi uống rượu, anh tới quán hát của người bạn và kể lể. Anh bạn đó nói cậu không nên tới đây. Seo-jun liền nói thế tôi phải đi đâu? Anh bạn tốt bụng nói rằng hãy tới nơi mà cậu muốn tới. Thế là Seo-jun đã phá vỡ chiếc kiềng xích trong lòng. Anh quyết định không giữ thân vì vợ nữa. Seo-jun lặng lẽ tới phòng giam của nữ tử tù, nhưng vẫn phải đối diện với anh bạn kia. Đương nhiên anh bạn hiểu rõ dục vọng hiện tại trong lòng Seo-jun. Anh không nói gì cứ thế bỏ đi. Sau đó Seo-jun tới và mở căn phòng giam Eunha ra. Chỉ thấy cô nàng đang ngồi thẫn thờ trên đất, giống như đang đợi Seo-jun vậy. Anh nhìn em nhìn anh. Cuối cùng hai người cũng buông thả bản thân. Ngày thứ ba khác với gương mặt nặng nề của mọi hôm. Hôm nay Seo-jun tới làm với một gương mặt sáng sủa rực rỡ. Người trong tù biết ngay anh và Eunha đã có gì đó. Những ngày sau đó còn cuồng bạo hơn. Chỉ cần là nơi không có người, Seo-jun sẽ lại túm lấy Eunha để làm chuyện đó. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tòa án thẩm vấn thứ hai của Eunha bắt đầu. Lần này Eunha không còn là Eunha của lần trước nữa. Cô quyết định nói ra hết những oan ức của mình. Eunha nói rằng cô chưa từng lừa một đồng nào của xã trưởng. Tất cả tiền và tài sản đều do ông ấy tự cho cô. Và cái chết của xã trưởng cũng vì sau khi ông ta biết Eunha có thai, muốn đánh chết cô nên cô mới phản kháng lại. Vì bất cẩn nên mới khiến xã trưởng chết. Nghe những lời biện luận này, vụ án bắt đầu được thay đổi. Vốn dĩ Eunha là kẻ tình nghi, nhưng giờ đây đã trở thành bị hại. Lần thẩm vấn này khiến Seo-jun và Eunha rất vui, vì chả mấy chốc cô sẽ được thả vì vô tội và hai người sẽ được ở ngày đêm bên nhau. Nhưng tòa án lại ra phán quyết là vì chứng cứ của Eunha không đủ nên kết quả vẫn như lần đầu. Eunha bị xét tội lừa đảo, giết người nên phải chịu hình phạt ngồi tù vô thời hạn. Eunha ngớ người, Seo-jun tìm tới luật sư của Eunha, nhưng luật sư lại nói rằng thế lực bên phía người xã trưởng quá mạnh, nhất định họ sẽ làm mọi cách để nhốt cô ấy cả đời. Nếu không làm vậy thì công ty của họ sẽ gặp nguy cơ lớn. Tóm lại Eunha phải ngồi tù cả đời. Seo-jun không dám tin. Rốt cuộc pháp luật Hàn Quốc được đặt ra để bảo vệ ai cơ chứ? Pháp luật công chính lại trở thành trò chơi quyền thế bẩn thỉu. Giống như một ông chú rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại bị phán ngồi tù tận mấy chục năm. Tuy không bị phán dưới tội tử hình, nhưng lại bị người quyền trên lặng lẽ sắp xếp vào tử hình. Càng huống hồ Eunha còn là một cô gái không có quốc tịch, nên những người quyền trên càng không kiêng nể gì. Seo-jun không biết phải làm thế nào. Khó khăn lắm mới có được cô, bây giờ cô lại sắp phải rời xa mình. Eunha còn suy sụp hơn, một con người từng có ý định tự tử như cô. Sau khi gặp được Seo-jun lại được thắp lại hy vọng. Vậy mà bây giờ mọi thứ lại bị dập tắt. Số phận luôn bất công như thế. Seo-jun suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Anh quyết định dù có thế nào cũng phải cứu được Eunha ra ngoài. Nhờ mối quan hệ, Seo-jun đã giúp Eunha làm một giấy chứng minh thư giả, rồi mua một tấm vé tàu chạy trốn tới Campuchia. Sau khi vạch rõ con đường chạy trốn, Seo-jun lợi dụng chức vụ lặng lẽ đưa Eunha ra khỏi căn tù. Khi biết tin Seo-jun muốn xả thân cứu mình ra ngoài, Eunha vô cùng cảm động. Cô không ngờ rằng người đàn ông mới quen được không lâu này lại nặng tình như vậy. Seo-jun an ủi cô rằng cô cứ yên tâm vì anh sẽ không sao, còn không quên dặn cô nhất định phải trốn được ra ngoài. Khi Seo-jun nghĩ rằng mọi thứ đang thuận lợi thì anh bạn đồng nghiệp xuất hiện. Hóa ra anh ta đã phát hiện ra những hành vi bất thường của Seo-jun từ lâu. Khi sắp trốn được ra thì anh bạn đó chạy tới, nhưng người phụ nữ phía sau Seo-jun không phải là Eunha, mà là cô gái ban đầu quyến rũ Seo-jun ở quán hát.
trái tim Seo-jun vui như nở hoa. Hóa ra anh đã sắp đặt trước mọi thứ. Anh bảo cô gái này hãy đóng giả làm Eun-ha. Và Eun-ha thật đã trốn thoát được từ lâu. Cô ngồi trên xe khóc thật to. Cuối câu chuyện, Seo-jun bị phán 5 năm tù giam. Sau khi được thả ra, Seo-jun ngồi một mình bên bụi cỏ lau. Bỗng lúc này có một người phụ nữ từ phía xa đi đến. Tiến lại gần, hóa ra là Eun-ha. Hai người nhìn nhau và cười. Câu chuyện tới đây là hết. Đây là một bộ phim tình cảm có cái kết đẹp. Tuy cảnh trùng phùng cuối cùng hơi ảo, nhưng những tình tiết khác của bộ phim khá hay. Được rồi Vi, hôm nay kết thúc tại đây. Đừng quên ấn like và chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại lần sau.